Xin kính chào quý vị và các bạn. Vậy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã nhận trận thua, mà không phải gọi là nhận một thảm bại, với tỷ số 0-3 trước đội tuyển Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Bây giờ với trận thua này thì có lẽ chúng ta cũng không cần bàn nhiều tới câu chuyện về khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai này là như thế nào nữa, mà chúng ta nên bàn đến việc đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam phải làm lại như thế nào. Có nghĩa là sẽ phải chấm dứt câu chuyện có thể nói là đầy đau đớn như một tấn bi kịch với huấn luyện Philippe Chuse, để chấp nhận làm lại trước khi mọi thứ quá muộn. 20 năm trước, đội tuyển Việt Nam cũng đã thua trước chính Indonesia với tỷ số 0-3 và bị loại ngay từ vòng bảng của kỳ Tiger Cup mà chúng ta là chủ nhà. 20 năm sau đó vẫn là một trận thua với tỷ số 0-3. Không dễ để nói về cảm giác thời điểm này và cảm giác của 20 năm về trước, bởi vì mỗi một lúc nó cũng cảm xúc khác nhau. Nhưng nếu dựa vào thành tích thì có cảm giác rằng trận thua 0-3 này còn đau hơn lần trước, ít nhất là bởi một điểm logic. Thời đó chúng ta chưa có được vị trí đỉnh cao như bây giờ, và bây giờ chúng ta đang ở một vị trí đỉnh cao hơn với kết quả luôn ấn tượng trên Indonesia trong suốt 20 năm vừa rồi, không thua họ trên sân Mỹ Đình. Và càng ở trên cao, khi bị ngã lại càng đau. Cho nên thực sự chúng ta khó có thể diễn tả được sự tra tấn mà chúng ta đã phải trải qua sau 90 phút ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 20 năm trước, sau trận thua trước Indonesia với tỷ số 0-3, thì huấn luyện viên Edson Tavares đã không có một lời chia tay nào cả, mà ông tự mua vé máy bay và bay thẳng về nước. Cuộc chia tay trong yên lặng đó được coi là thực sự đáng tiếc cho ông Tavares, nhưng đối với rất nhiều người lúc đấy thì chính sự ra đi có phần phũ phàng, không kèn không trông đó lại là một dấu mốc tốt hơn cho bóng đá Việt Nam, để bóng đá Việt Nam có thể làm lại và sau này cùng với huấn luyện viên Alfredo vào tới tứ kết của Asian Cup năm 2007, và một năm sau đó cùng với huấn luyện viên Enrique Calisto vô địch AFF Cup 2008, chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Có lẽ lúc này thì nhiều người trong quý vị cũng chẳng buồn để bàn tới câu chuyện chuyên môn của trận đấu Indonesia đá thế nào, chúng ta chơi ra sao nữa, đúng không? Mà trong suy nghĩ của rất nhiều người, của quý vị, đó đều là câu chuyện về việc huấn luyện viên Philippe Chuse, ông nên dừng công việc của mình với đội tuyển Việt Nam tại đây. Sau khi trận đấu kết thúc thì nếu quý vị có mặt trực tiếp ở sân Mỹ Đình thì khỏi nói rồi, nhưng nếu quý vị theo dõi qua truyền hình thì có thể nghe thấy những âm thanh là Chuse out vang vọng. Thực sự là rất chua xót, chúng ta không mong muốn điều đó xảy ra một chút nào. Nhưng những tiếng đó cứ vang lên, ngân lên. Và cùng với đó là những dòng biểu ngữ Chuse out rất là nhiều xuất hiện trên các khán đài. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam của chúng ta thực sự là cũng chưa bao giờ bày tỏ một cái thái độ với một huấn luyện viên ngoại có thể nói là khủng khiếp đến như thế. Và thật không may, ông Chuse là người đầu tiên phải chịu cảnh tượng như vậy, với những biểu ngữ đòi ông phải nghỉ việc ngay, phải sa thải ông ngay. Vẫn còn đó những câu chuyện về ràng buộc hợp đồng, vẫn còn đó những thử thách trong quy định về hợp đồng, bởi vì trong một điều khoản quan trọng giữa hai bên VFF Liên đoàn Việt Nam và ông Chuse, đó là ông chỉ có thể ra đi mà Liên đoàn Việt Nam không phải đền bù quá nhiều, đó là đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup như là một chỉ tiêu quan trọng nhất trong bản hợp đồng kéo dài đến tận tháng 7 năm 2026 đó. Bây giờ thì thực tế đội tuyển Việt Nam của chúng ta hướng tới vòng loại thứ ba là một thế giới rất là mù mịt. Nhưng về lý thuyết thì chúng ta cũng chưa chính thức bị loại. Cho nên về lý thuyết thì lúc này nếu như chia tay huấn luyện viên Chuse thì cũng không phải là điều gì đó thuận lợi về mặt tài chính. Nhưng nói thật là Biên Cương có thể khẳng định là với rất nhiều các cổ động viên, nếu như có một ai đó kêu gọi các cổ động viên là mỗi người ủng hộ một chút để lấy số tiền đó đền bù hợp đồng chung Chuse, cũng có thể nhiều cổ động viên sẵn sàng làm việc đó, đúng không ạ? Tuy nhiên Biên Cương cho rằng nếu như trong danh dự thì huấn luyện viên Chuse
nếu như ông tự xin từ chức thì đó cũng là cái kết đẹp nhất mà ông có thể dành cho bóng đá Việt Nam, cũng như là một chút níu kéo lại tình cảm nơi những cổ động viên dành cho vị huấn luyện viên đã từng có những chiến tích cùng với đội tuyển Nam Phi rồi đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 98 rồi 2002 cùng với Nhật Bản Munich Asian Cup 2000, và cũng đã từng giúp bóng đá trẻ Nhật Bản có rất là nhiều những bước tiến. Nhưng phù thủy Chuje giờ đây có vẻ như đã hết phép. Tuổi 69 khiến cho ông có vẻ không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. Câu chuyện về lý thuyết có vẻ như xa rời thực tiễn, và cách đối nhân xử thế của ông đến lúc này cũng không mang đến những điều thực sự tích cực. Đó mới là điều đáng quan tâm. Có cảm giác như nếu huấn luyện viên Philippe Chuje đi làm một thầy dạy bóng đá và làm một khách mời truyền hình trong chương trình bình luận bóng đá xem ra phù hợp hơn, vì ông nói rất là hay, lý thuyết đâu vào đó, cũng rất là khúc chiết, nhưng đó bóng đá nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, thực chiến thực tế nó là một câu chuyện rất là khác. Cho nên những gì rất là đẹp trong bản CV, những gì rất là đẹp trong buổi họp báo ngày ra mắt, những gì rất là đẹp cho những buổi họp báo cuối cùng cũng chỉ dừng lại như là một sự xót xa thêm cho kết quả ngày hôm nay của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-jung trong buổi họp báo sau trận thì đã nói như thế này, đó là chúng tôi thắng cũng có phần may mắn. Thực sự thì phải nói là đội tuyển Indonesia bây giờ so với 2 năm về trước hay so với thời điểm họ thua chúng ta 0-2 ở bán kết lượt về của AFC Cup 2022 thì họ đã tốt hơn. Mà ngày hôm nay sự xuất hiện của những cầu thủ như Tom Hay hay Ragnar Oranmaguen thì cũng cho thấy rằng chất lượng những cầu thủ nhập tịch của họ cũng đang tốt hơn. Nhưng nếu mà nói rằng họ hơn chúng ta thì cũng không hoàn toàn là đúng. Và ông Shin Tae-jung nói rằng đội bóng của ông thắng cũng có phần may mắn thì có vẻ như như là một lời nào đó để xoa dịu cái thất bại của đội tuyển Việt Nam. Nhưng ở góc nhìn của chúng ta thì biên cương cho rằng sự may mắn của ông Shin Tae-jung, sự may mắn của đội tuyển Indonesia cũng là có lý đấy. Tại sao? Bởi vì họ may mắn khi chỉ phải đối mặt với đội tuyển Việt Nam có huấn luyện viên Chuje. Nhờ có huấn luyện viên Chuje là huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam nên ông Shin Tae-jung mới thay đổi được cho lịch sử của bóng đá Indonesia suốt 20 năm không thắng ở Mỹ Đình. Trận thắng đầu tiên sau 20 năm, và cũng lần đầu tiên ông Shin Tae-jung thắng 3 trận liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ông chưa bao giờ thắng được Liên bang sơ ở cấp độ đội tuyển quốc gia cả. Kết quả tốt nhất chỉ là những trận hòa mà thôi. Nhưng ông đã may mắn khi đứng ở khu vực cabin chỉ đạo đội tuyển Việt Nam, không còn là huấn luyện viên Park Hang-seo mà huấn luyện viên Chuje. Và ông còn may mắn hơn khi chính huấn luyện viên Chuje đã tự làm yếu đội bóng của mình, tự làm yếu các học trò của mình bởi một sự tin tưởng mù quáng vào những cầu thủ trẻ. Phải nói thật là Minh Cường rất ủng hộ cách xây dựng cày cấy những cầu thủ trẻ để các bạn trưởng thành trong tương lai. Nhưng sự mù quáng đến nỗi mà sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, trận đấu này đến trận đấu khác vẫn sử dụng những con người đó và gạt sang một bên những công thần, những cầu thủ đang có phong độ tốt với những gì họ thể hiện ở V-League thì thực sự là không thể hiểu nổi. Thực sự là không thể hiểu nổi mà chỉ có ông Chuje mới có thể tạo ra một sự phi lý đến khó hiểu như vậy. Cho nên nếu ông Shin Tae-jung mà nói rằng đội bóng của ông thắng có phần may mắn thì cũng có lý, và cái lý chính là ở điểm đó. Huấn luyện viên Shin Tae-jung còn nói thêm một ý nữa, đó là gì? Đó là đội tuyển Việt Nam không yếu đi mà là thiếu đi sự gắn kết thôi. Đội tuyển Việt Nam không yếu đi mà thiếu đi sự gắn kết. Khoan hãy nói về sự gắn kết trong lối chơi, mà chỉ những ánh mắt, sự thất thần, những giọt nước mắt như của Quang Hải và cả một lời phát biểu sau trận đấu của Văn Toàn để chia sẻ cái tâm trạng của Quang Hải, hay sự thất thần của chính Văn Thanh không hiểu nổi tại sao mình bị thay ra, thì người cần phải tạo ra sự kết nối lại là người đã phá vỡ sự kết nối đó. Đó là viên Philippe Chuje. Và cũng đừng nói rằng việc ông tin tưởng sử dụng Minh Trọng, sử dụng Đình Bắc, sử dụng Khuất Văn Khang gạt sang một bên những công thần khác đã tốt cho chính những cầu thủ trẻ đó. Vì tự nhiên, huấn viên Chuje lại đẩy các cầu thủ trẻ ấy vào một áp lực mà bản thân các bạn ấy chưa đủ trải nghiệm để có thể gánh nổi, để có thể vượt qua. Vậy mà ông ấy lại đẩy các cầu thủ trẻ vào hoàn cảnh như thế thì rõ ràng đâu có tốt cho các cầu thủ trẻ, đúng không?
Chúng ta biết là đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì đúng là nếu mà nói là đang có phong độ tốt, những cầu thủ của Thường Châu Tuyết Trắng, của những cuộc chinh phục vĩ đại trước đây dưới thời Huấn luyện Park Hang-seo đạt được kết quả tốt như bây giờ, thì ở thời điểm này thì cũng là một sự khẳng định hơi vội vàng, nhưng chắc chắn rằng các bạn ấy sẽ vẫn là những sự vị trí tốt hơn rất là nhiều so với những cầu thủ trẻ được sử dụng như những gì huấn luyện Philippe Chuzier đã sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, một sự thiếu kết nối khác là cảm giác như bên Philippe Chuzier đặt cái tôi của mình lên quá lớn và đôi khi có cảm giác như ông ấy cũng hơi bị thủ vặt. Bây giờ thì chưa thể tìm ra được lý do nào để giải thích cho việc huấn luyện viên Philippe Chuzier không sử dụng Quang Hải trong mọi hoàn cảnh. Trong mọi hoàn cảnh, hình ảnh Quang Hải với ánh mắt thất thần, rồi thậm chí có thể đã rơi cả nước mắt, rồi cú đá của bạn ấy vào cái thùng nước, thực sự đã nói lên rất rất là nhiều điều. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Các cổ động viên quốc tế cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có các cổ động viên Indonesia chắc là sẽ vui vì một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất của bóng đá Việt Nam bị giam cầm ở trên băng ghế dự bị như vậy. Nhưng có cảm giác như chính những chia sẻ của người đại diện Quang Hải như sau trận đấu trước Indonesia nói về việc, và rồi chúng ta lại nghe những câu kiểu như đã có một màn trình diễn tốt của tập thể, thật là xấu hổ khi nghe những lời đó. Người đại diện Quang Hải đã viết như vậy. Và trong dòng trạng thái ở trận đấu với Indonesia lượt về thì là no Quang Hải, no party. Và có vẻ như ông Chuzier cũng đã biết được những dòng trạng thái như vậy và ông nhất định không thay Quang Hải trong mọi hoàn cảnh. Quý vị biết là có hai sự thay đổi người diễn ra trong trận đấu này khiến cho chúng ta không hiểu nổi. Văn Thanh vừa thực hiện một đường truyền cho Tiến Linh ghi bàn và đang là một sự thay thế tốt ở bên phía hành lang cánh trái cho Minh Trọng thì bị thay ra bởi Đình Bắc, và bản thân Thanh lúc đấy cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa, không thể lý giải nổi, bởi vì phải là một cầu thủ vừa mắc một cái lỗi gì cơ, vừa làm nơi bị khai thác để dẫn tới bàn thua cơ thì mới bị thay ra. Thanh đang chơi tốt mà bị thay ra bởi một cầu thủ trẻ, một cầu thủ trẻ đã bị giam cầm bởi huấn luyện viên của câu lạc bộ vì vi phạm kỷ luật trước đó và đang gặp những vấn đề khác nhau ngoài sân cỏ, bắt bạn đi vào sân. Còn gì nữa? Và khi Khuất Văn Khang bị đau, đội tuyển Việt Nam cần phải tấn công. Đội tuyển Việt Nam cần phải có bàn thắng. Ở bên phía cánh trái, một người thuận chân trái, một người có sức nặng, một người có đẳng cấp, một người đã từng ghi những bàn thắng rất đẹp mắt, trong đó có một cú sút làm tung lưới Indonesia trong chiến thắng 4-0 ở vòng loại thứ hai World Cup, vẫn không thể vào sân. Người vào sân là ai? Là Võ Minh Trọng, cầu thủ của tương lai nhưng là người của những sai lầm trong quá khứ và đang gặp những gánh nặng của hiện tại. Và là một cầu thủ phòng ngự vào sân, Võ Minh Trọng vào sân lúc chúng ta cần tấn công, cần tìm kiếm bàn thắng. Tất cả những điều đó thực sự cho thấy rằng không đơn giản chỉ là câu chuyện chuyên môn mà nó có một vấn đề gì đó để huấn luyện viên Chuzier nhất định kiên quyết không sử dụng Quang Hải. Và rồi về lối chơi, những cách ứng phó, mọi thứ trên sân chúng ta đều thấy có vấn đề, đúng không? Ok, chúng ta cũng sẽ tiếc giá như cú đánh đầu đó của Tiến Linh, giá như cú sút chân trái đó của Tiến Linh, giá như pha xử lý đó của Hoàng Đức tốt hơn thì chúng ta đã có bàn thắng trong hiệp 1 và mọi thứ đã khác. Nhưng chúng ta đối đầu với một đội tuyển Indonesia với nhiều cầu thủ nhập tịch, trong đó anh chàng Izzet cao tới 1m91. Vậy mà chúng ta dùng bài gì để tấn công trên Indonesia? Tạt bóng bổng, ném biên bổng để đối đầu với những người khổng lồ như vậy. Trong khi chúng ta có những con người có kỹ thuật, có thể tạo ra đột biến, có những pha bóng có thể đi sát xuống đáy biên, căng ngang vào trong, có những pha đột phá, vốn là những điều mà những cầu thủ cao to nhưng lại chậm chạp rất sợ hãi thì chúng ta không làm. Văn Toàn vào sân từ đầu sớm có thể làm được điều đó, Quang Hải vào sân sớm hơn có thể làm được điều đó. Còn trong chống những tình huống cố định cũng cho thấy rằng những dữ liệu ông Chuzier có được rõ ràng là không tốt. Bàn thua sớm ở phút thứ 9, cú đánh đầu của Izzet, người cao 1m91, chúng ta thấy cách tổ chức phòng ngự rõ ràng là có vấn đề. Rõ ràng là có vấn đề khi những phương án của chúng ta đều không tốt ở tình huống đó và nó mở ra một trận thua bạc nhược như một màn tra tấn với người hâm mộ vậy.
Rồi cách sử dụng con người vẫn cứ phải là Phan Tuấn Tài đã trung vệ lệch trái, trong khi những người đã từng cùng huấn luyện viên Park Hang-seo thắng Indonesia hồi tháng 1 năm 2023, những người như Thành Trung hay như Hồ Tấn Tài đã từng chơi tốt trong trận đấu đó, thì một người thì phải ngồi trên băng ghế dự bị, còn Thành Trung thì còn không được đăng ký trận thứ hai liên tiếp. Chuyện gì vậy? Thực sự rất là đau lòng và không muốn nói tới điều này, nhưng huấn luyện viên Chu Jie đã từng nói về việc là nhiều cổ động viên nói là ông đang phá bóng đá Việt Nam. Và chính ông đã chứng minh điều đó trong trận đấu lượt về với Indonesia. Huấn luyện viên Chu Jie đã nói gì trong buổi họp báo sau trận? Tất nhiên, câu hỏi phổ biến nhất được tất cả các phóng viên dành cho ông đó là ông có từ chức hay không? Hãy xem ông trả lời như thế nào. Tương lai của tôi nên được đề cập vào thời điểm khác. Đó là những gì cần phải nói. Và ông lảng câu chuyện đó để chỉ nói về chuyên môn. Ông nói như thế này: về chuyên môn, chúng tôi tạo ra số lượng đáng kể về cơ hội. Hơn 10 tình huống dứt điểm về khung thành Indonesia, nhưng thiếu hiệu quả trong xử lý bước cuối. Nỗ lực cầu thủ tạo ra cơ hội như vậy không phải may mắn ngẫu nhiên. Các cầu thủ bất chấp, bất lợi để duy trì ý chí và nỗ lực đến cuối trận. Tuân thủ đấu pháp, với tư cách là huấn luyện viên, tôi nể phục các cầu thủ với tinh thần kỷ luật đến phút cuối cùng. Còn trong thế trận hôm nay, tôi nghĩ rằng chỉ cần Việt Nam ghi một bàn trong thời điểm nào đó, trận đấu sẽ theo một chiều hướng khác. Và đây, câu hỏi về tương lai thì ông ấy sau khi làm thì ông cũng sẽ nói như thế này: tôi tôn trọng câu hỏi, tức là câu hỏi về tương lai của ông đấy, nhưng đây không phải lúc nói chuyện về tương lai, mà hãy nói về màn trình diễn của các cầu thủ. Lúc này tôi tập trung vào màn trình diễn của các cầu thủ, còn chuyện tương lai của tôi muốn mọi người đề cập vào thời điểm khác. Như đã nói, Indonesia đã trở nên mạnh hơn, có nhiều sự bổ sung chất lượng hơn về cầu thủ. Việc nhận bàn thua sớm khiến thế trận trở nên khó khăn cho Việt Nam. Toàn đội sau đó vẫn nỗ lực tìm cách trở lại trong trận đấu. Tôi đã nói chúng tôi chỉ thiếu một bàn để có thế trận tốt hơn. Trong bóng đá, phải chấp nhận thực tế như vậy. Vâng, bàn tương lai trong một dịp khác. Và trong bóng đá phải chấp nhận một thực tế như vậy, đó là Việt Nam đã chơi tốt hơn, có 10 cú dứt điểm và không may mắn nên thua, bởi nếu có một bàn thắng ở một thời điểm khác, có thể mọi thứ đã khác. Đúng như Biên Cường đã nói, huấn luyện viên Philippe Chuzier rất phù hợp để làm một thầy dạy bóng đá, một nhà thuyết trình về bóng đá, là một khách mời trong các chương trình bình luận bóng đá. Còn bóng đá với thực chiến, thực sự có vẻ ông không còn phù hợp nữa rồi. Những gì ông mang đến cho bóng đá Việt Nam thì chúng ta biết rồi đúng không? Kể từ sau chiến thắng trước Palestine hồi tháng 9, thì trong 11 trận đấu của ông, cả giao hữu và giải đấu chính thức, đội đã thua tới 10 trận. Chỉ có một trận thắng duy nhất trước Philippines. Và trận thua ngày hôm nay là trận thua thứ 7 liên tiếp trên tất cả các mặt trận. Tất cả những gì huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng trong những cuộc đối đầu với Indonesia, huấn luyện viên Philippe Chu Jie đã phá tan tành trong vòng khoảng hơn 2 tháng từ Asian Cup cho đến giờ. Ông đã phá tan tành. Đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games, đạt thành tích tốt ở vòng loại World Cup, ở A Cup, thì tất cả những điều đó đều mất mát hoàn toàn dưới thời ông Chu Jie. Chỉ có được huy chương đồng SEA Games, không thể vượt qua được vòng bảng của Asian Cup, và giờ gần như dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup. Đội tuyển Việt Nam từ vị trí số 1 của bóng đá Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA giờ mất vị trí đó vào tay của Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam từ vị trí top 100 thế giới khi ông đến là vị trí 95 thế giới, giờ chúng ta sẽ nằm ngoài top 110 thế giới sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng của mình. Và những gì được coi là điểm mạnh nhất của huấn luyện viên Philippe Chu Jie, như ông nói, về triết lý kiểm soát bóng, về một lối chơi tấn công tốt hơn, thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở lời nói, ở lý thuyết mà thôi. Đội bóng của chúng ta từ một đội phòng ngự chặt, phản công nhanh, ưu tiên sự chắc chắn cho khung thành, thì giờ thủng lưới tới 21 bàn dưới thời ông Chu Jie với tỷ lệ là 1,69 bàn thua một trận. Còn thời của Park Hang-seo, tỷ lệ bàn thua chỉ là 0,84 bàn một trận. Còn triết lý kiểm soát bóng thì rõ ràng
không hề mang lại hiệu quả. Bởi vì cho đến lúc này đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được với tỷ lệ trung bình là 0,77 bàn mỗi trận, 0,77 bàn mỗi trận. Tức là đến lúc này tổng số bàn thắng chỉ là 10 bàn. Còn dưới thời huấn luyện Park Hang-seo, một đội bóng được coi là có lối chơi chỉ là phòng ngự phản công nhưng cũng có tỷ lệ ghi bàn là 1,64 bàn mỗi trận. Con số không biết nói dối. Và những gì xảy ra đến lúc này với huấn luyện Philippe Chuzier thực sự là một thảm họa. Có lẽ như Biên Cương đã đề cập, đẹp nhất là huấn luyện Philippe Chuzier nên nói lời từ chức. Dù nói thật, chúng ta cũng phải nói với nhau một điều như thế này. Ai thay thế bây giờ là cả một câu chuyện. Khi bắt đầu từ ngày 17 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá ở giải U23 châu Á. 17 tháng 4 gặp Kuwait, 20 tháng 4 gặp Malaysia và 23 tháng 4 gặp Uzbekistan. Từ nay đến đấy có kịp thay đổi hay không? Rất khó, nhưng Biên Cương cho rằng nếu huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu chơi thì cũng không phải là một điều gì đó quá tệ. Và lúc này tìm một huấn luyện viên ở đội tuyển quốc gia có một sự phù hợp cũng có dễ hay không khi mà vào tháng 6 chúng ta sẽ đá những trận đấu cuối cùng ở vòng loại 2 World Cup. Phải đá tốt để làm sao có được kết quả bốc thăm tốt, và nếu không thể vượt qua được vòng loại 2 thì còn đá vòng loại Asian Cup 2027. Khó nhưng có lẽ vẫn phải làm. Khó nhưng có lẽ vẫn phải tiến hành ngay. Bởi vì huấn luyện viên Philippe Chuzier, ông đã sai. Ông có cơ hội sửa sai. Và đến khi bị dồn vào thế đường cùng, người ta mong chờ ông gạt sang một bên cái tôi cá nhân đối đầu với truyền thông, cái tôi cá nhân đối đầu với người hâm mộ, cái tôi cá nhân muốn gạt sang một bên những gì là vinh quang của người tiền nhiệm để muốn khẳng định mình bằng cách xây dựng con người mới, thì ông vẫn không làm được điều đó một cách triệt để. Và như vậy thì thực sự rất khó để tiếp tục đồng hành với bóng đá Việt Nam. Rất là tiếc khi chúng ta phải ngồi nhau với nhau ở đây để nói về những điều đó. Nhưng thôi, vì một sự thay đổi tốt hơn trong tương lai cho bóng đá Việt Nam thì đau một lần, buồn một lần cũng còn hơn là để những gì chúng ta phải trải qua kéo dài cho đến tháng 7 năm 2026, thời điểm kết thúc hợp đồng với ông Chuzier, hoặc nếu không thì cũng phải hết tháng 6 năm 2024 này, thời điểm Việt Nam có thể không thể vượt qua được vòng loại 2 World Cup, và khi đấy liên đoàn bóng đá Việt Nam không còn phải đền bù quá nhiều trong hợp đồng nữa. Một sự chia tay trong êm đẹp lúc này là điều phù hợp. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với câu chuyện ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.